Ok nha. Đấy, mọi người ấn ship để đứng lên đường nhá. À, ấn ship để chạy nhanh. Tôi speedrun ra chỗ khác, đây. Rồi. Ui. Đã là Hunter mọi người nhá. Ơ cái bé. Tôi dập quân mẹ là bẫy thôi. Ơ, em chưa đặt bẫy mà đã có bẫy đó rồi. Nó chưa ra tới đâu cơ mà. Sao bẫy nó tè lè khắp nơi này. Ôi, dạ sớ. Chạy đi mấy con dừa nhá. Bè. Ôi, từ nhá. Có thằng nào đó vừa mới ăn. Mẹ tao lau khập cái cạnh tao ấy. Sợ vãi. Có thằng nào đó vừa mới ăn nhá. Ui da, mình giống bầy gấu à. Đi kiếm ăn thôi. Ơ, sao mà lại bị giống bầy gấu vậy? Đi kiếm ăn thôi. Ai đi vào hai chân này? Nhân lúc này chạy thôi, nhân lúc này chạy thôi. Chết rồi, tôi cứng rồi. Ôi. Cứng. Có ai vừa đói đúng không? Có ai vừa đó vừa đi bằng hai chân đúng không? Mẹ thợ xăng là đi dầm bay gấu của chính mình à? Thôi em chết rồi nha, em chết nha, chó em bắn chết. Không thể nào mà chết được, tôi đang ở rất nơi rất xa. Thợ xăng quá ngu mọi người. Nhưng mà nó giết được em. Anh nói cái chân anh. Này thì không nên đứng bằng hai chân nha. Nhớ chịu được tê. Nóng. Mày không biết tao ở đâu đâu. Nóng. Mặt mày trông tức lắm. Tự nhiên mình quay đầu theo kiểu đấy. Khổ quá. Nóng. Su là Hunter, ok nhá. Chú mọi người ơi, làm Hunter là nghe được tiếng Nai đấy nhá. Nên là hạn chế nói thôi. Nai cũng nghe được. Đây rồi, như nào? Ôi giời làm con Nai. Có vẻ là game nó khó phết đấy. Mày à, một trong ba con này đúng không? Phải mày không? Không tự nhiên vậy tách đoàn ra được đúng không? Ai kia? Tôi. Ok. Ê tôi hả? Bây giờ ăn cái này cũng ăn nữa. Thì có thể gì loạn lắm. Ok. Anh đi nấu chỗ kia đấy. Đeo được rồi, giảm sanity rồi. Ăn đi, tao chạy tìm. Đây, bằng đây ra, Tôi bỏ mẹ ăn gì đó. Bạn đẻ ra như nào? Ồ, còn thằng nào? Thế có nghĩa là một thằng ở đây. Có nghĩa là còn thằng nữa ở đây, phải mày không? Mày chết mẹ rồi, Yukino hết rồi. Đâu ấy nhở? Chạy, đâu ấy nhở? Chạy với tôi à, còn bao nhiêu con nữa nhở? Ok. Đi vào bốn chân rồi. Ôi, Nino vai nấm to phết. Phải mày không? Chạy đi, tao tha cho một mạng. Không, đéo phải được. Từ từ, còn một con nữa thôi. Đéo ổn lắm rồi. Chết mẹ, tiếng nó cứ phách phách kiểu chạy gì ấy. Chạy đi anh Sư ơi. Đứng với hai chân rồi. Về nhà đi bé ơi. Chạy đi. À cái đúng mà, cái cabin nó xa đi. Đéo được rồi. Chạy đi. Đéo được rồi.
con cam đi nó quá xa. Con mẹ nó cam đi nó quá xa. Bạn không nên đứng gần tôi thế mà đúng không? Mẹ bạn đứng gần tôi bạn quá. Bạn gần tôi quá đi con. Ơi, thằng Duy làm hơn kìa. Có gì Yes sir. Bây giờ vào làm công minh mấy bé ơi. Lũ hiệu trưởng anh nữa, mấy bé ngửi trời nhìn lên nha. Hiểm nhơ baby. Cái này là một chỗ mẹ rất là hoàn hảo để trốn. Coi con cái. Đây à, anh ai đây à? Anh đây đúng không? Ủa anh đây. Ờ, đi con. Sao? Khó nói. Duy ngu. Duy ngu. Duy ngu. Nino ạ. It's me. Đây rồi, chắc chắn là con này. Mẹ mày. Đúng không? Đồ quá xa, đồ quá xa. Trong hai con. Chỉ con nó con. Quá xa. Thằng chó này nó cam quá. Mẹ mày. Nhìn với tao mà. Thằng chó này nó chơi nó cam mà. Nhìn với tao mà. Mấy con này ngác rồi. Anh chắc chắn có một con ở đây. Nào anh đợi mấy chú. Nào ăn đi nào. Ăn đi. Xong ăn. Ngoài em có lỡ rồi. Lần này anh đánh cho hai gậy nghe chưa. Chưa đi. Chưa đi. Con mẹ. Cậy đâu con dâu này. Chưa em nhá. Thằng nào đây. Thằng nào đứng sau căn nhà đây. Nào ra đây. Chạy đâu này. Ở đâu rồi. Ờ như nào. Chạy đâu, 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 đây rồi. Thì hôm nay có món lên cho anh em. Lên cho anh em. Là lát lát bỏ. Món súp hầm nha. Đây này, lên cho anh em món súp hầm nha. Đó, quá trí bạn ạ. Hơn với cả thiện xạ. Đây rồi, với con vợ. Đây rồi, Yukino rồi. Con vợ đây. Ok nhá, ok nhá. Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Cho anh đi theo em với. Cho anh đi theo em với. Em lấy, em xí chỗ này nhá. Cho anh đi theo em với. Phận của em nhá. Đây rồi, mình sẽ ở nơi mà không thể nào đoán được rồi. Không, không, không. Kéo con nấm mà chia cháu đâu anh. Anh đi theo em với. Không con nấm mà chia đâu. Không anh ơi, không có nấm mà chia. Ê, tao mày đấp một viên nhá, xong rồi tại vì nó đang ở xa, anh em mày đấp một viên rồi chạy thôi. Chạy đi rồi. Tự một viên để chạy đi à. Từ tao nghe thằng chó là ở đây, từ. Sao đắp của đứa chết rồi, thế đéo nào. Mày giỏi mày ăn nữa đi, tao gì đứa rồi đấy. À, tao nhớ chạy mẹ ra đây rồi. Mẹ mày, tao nghe thấy mày rồi đấy con lợn ạ. À. Mày cứ đứng đi, mày ăn đi. Mày kinh quá. Sao anh em chạy ra đây. Tao nghe kinh quá. The fuck. Úi, là tao, là tao. Chứ mày trốn cái đít đi. Cất cái đít đi. Hello. 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 Wow. Ui, mắt này to cực. Ừ, này, Mai tìm đến Mai. Bây giờ là một trong hai thằng mày đúng không? Ừ. Ừ. Lêu lêu. Khó nhờ. À. Mày nhớ mà tao nha mày. Tí chết. Hello. Hello, 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 hello. Mọi người ơi, ứng cục ấy phải để đánh lạc hướng đi mọi người. Đánh lạc hướng à? Ấy à? Thích đánh lạc hướng không? Thích đánh lạc hướng không? Đánh lạc hướng với chúng tôi à? Từ 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 từ.
Rồi bây giờ bọn này trốn quá kỹ trước mặt. Anh đi được đấy em đừng này. Mày đúng không? Trời ơi. Rồi sao? Trời ơi. Okay, ơi ôi. Ta đi tránh. Ôi thức dậy không? Không phải anh là thằng chú cái đồ đấy. chạy trước rồi. Cho một cái cam sai phở đây. Từ từ thôi, bình tĩnh thôi. Uầy, anh chưa bao giờ thấy một con nai nó đẹp như em. Hai con này sao lại tắm ở đây? Tại sao hai con này lại tắm ở đây? Nhiều khi là mình phải ăn miếng để cho nó biết vị trí nó ở đâu. Em đứng làm sao mà vướng mẹ rồi. Chết mẹ rồi, phải ăn. Anh cần phải ăn em ạ. Phải không anh chết em ạ. Cho một cái cam sai thơ. Ok. Từ anh đứng. Kỳ lắm, kỳ con này lắm. Tao rất ghét bọn bán rẻ đồng đội. Tao rất ghét bọn bán rẻ đồng đội. Từ từ. Người bán rẻ đồng đội đã phải trả giá. Đâu rồi? Tao cho mày cái cam cipher. Cầm lấy. Mày mà đi ra khỏi đây 5 mét là tao bắn mày. Ô đéo phải à? Ôi chết con mẹ rồi. Ôi chết mẹ rồi. Mình ăn, mình đang lạc hướng. Anh đắt quá đỉnh. Anh đắt đỉnh. Ây da, đi đi. Ây da. Nói quá nhiều so với một con dê. Đánh lạc đỉnh này mẹ à, mày nói nhiều à. Đây thì đánh lạc đỉnh. À, thằng nào khập ở gần đây đây. Không. Không phải thế mà. Con mẹ rồi, ui bú rồi. Bú cu rồi. Kìa, đi mẹ cái thằng bú rụng nữa. Tao là Sova mà, bắt làm sao được tao. Làm sao bắt được tao. Cái thằng bú rụng nữa. Bắt được. Cái thằng bú rụng.